Mèo Tom Gumbo Watterson xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin tố cáo 21 giờ trên kênh YouTube của Trung Pi Shooter. Chương trình hôm nay, thứ tư ngày mùng 1 tháng 5 sẽ có nội dung chính sau đây. Đây là nó có tên là Asmacut Lucky. Vậy Thomas này, cậu nghĩ sao về kênh YouTube này? Tôi thấy thằng này nó đã cà khịa Út Minh Khang rồi, sau đó nó còn thách thức nó xem ai được nhiều người đăng ký hơn. Chúng tôi cho rằng đây là một cảnh cáo, cần YouTube sẽ đánh sập kênh này. Đến đây thì bản tin tố cáo 21 giờ của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và xin được chào tạm biệt.